Bệnh dịch thì quý vị thấy bệnh dịch hôm nay có cái bệnh gọi là bệnh khỉ sẽ lan ra nữa, thì trong kinh sấm từ xưa giờ có nói á, thời mạt pháp này á, bệnh lạ bệnh gì cũng ra hết. Từ con Delta là năm 2019 là dịch Vũ Hán chết biết nhiêu người, 6 triệu mấy người, lai rai dài tới hôm nay con Omicron cũng chết lai rai, nhưng mà mọi người cũng đều bị hết, gần 600-700 triệu người trên thế giới bị. Thì lại thêm hôm nay sản xuất thêm một con bệnh gọi là bệnh khỉ đầu mùa nữa, bệnh này còn lợi hại hơn nữa. Kinh tế, bệnh dịch, thiên tai, thiên tai bắt đầu từ năm 2017, Kiệt nhận định bề trên và Kiệt hiểu được thiên cơ rất là nhiều để mà nhắc nhở cho những người có hữu duyên trên mạng để mà hiểu được mình đang ở vào thời sàng lọc tận thế. Thì quý vị cũng nhìn thấy á, bất tất cả trên cái thế giới này không có chỗ nào mà yên ổn á. Đại hồng thủy có chỗ thì nước dâng lũ lụt, lạc đà ở bên bên mà những cái nước sa mạc á bây giờ cũng bị lũ lụt, hiện giờ cũng đang bị nè. Rồi lửa thì kali này cháy muốn hết kali, rồi bây giờ cháy ở bên Âu Châu, lũ lụt hiện giờ đang ở bên Tàu nữa. Nước mình á vậy á, lụt là do mình xây dựng mấy ống cống Sài Gòn Hà Nội rồi thôi, chứ còn lụt của mình đâu có nhầm nhò gì, lụt thiệt của người ta. Lụt của mình là do lụt tham tiền thì bị lụt, chứ đâu phải lụt thiên tai đâu. Lũ lụt, thiên tai, rồi bữa ở bên miền Nam của thôn cái gì thôn Gô gì đó của Nam Dương á, thì núi lửa động đất sóng thần đó. Quý vị thấy 3 năm nay bao nhiêu chuyện, đó là nói về thiên